nghe cả chưa đầu tiên này. Quay tàu đầu tiên đi mi. Tờ phá đi hả? Xin thân trọng kính mời dòng tộc, gia đình Hoài Trai, gia đình của dòng tộc cũng như là quan viên hai họ của bên Hoài Trai Trần Cường hướng tới cổng trường ở bên tay trái. Dòng tộc các nhà gái đứng ra bên tay phải, con đàn hồng đối nào. Xin mời bác An, bác Lâm đâu ạ, hiện diện trước hai gia đình hai dòng tộc này. Cái ghế đầu tiên là gái cho các mẹ ngồi, các tiền về cha mẹ nhận lễ. Đó mẹ Lâm đâu rồi ạ? Mẹ Lâm đâu rồi, chưa lên ạ? Và những cái bạn thân thương của lễ hội Trần Cường nào, hãy chọn cho mình những cái vị trí đẹp nhất trong cái buổi lễ trọng đại ngày hôm nay mà thượng đế và tạo hóa đã ban tặng cho huy lương trai tài gái sắc an thanh ưu tú lễ hội Trần Cường với các nghi lễ truyền thống như ăn hỏi xin cưới làm nài. Và đây trên mời dòng tộc gia đình hoàng gái chúng ta ngồi mời người rơi
lời hát bốn chén trà mời nhau, để anh say một những trầu, để tình ta thắm mãi bên nhau trọn đời. Vâng, xin mời các cụ các mẹ và nhất là quan binh trai chúng ta phải trải qua một chặng đường dài thượng long bình an toàn tuyệt đối về sẽ được cá chúng tôi về phương biển sơn thanh hóa hùng. Xin được với chén trà phía trước rất là cảm ơn mọi người chúng ta. Nguồn lạch sông trăm năm nên vợ nên chồng mà phải tưởng cho tới tổ tông họ hàng. Chính vì vậy mà cái sự hiện diện của các em rất cần để tượng tần các cái vai vế, các cái thế hệ mà đã tạo dựng và xây đắp hạnh phúc cho cuộc đời mình. Kính thưa gia đình dòng tộc cùng quan viên bốn họ của Uyên Hương, Lê Hương và Trần Cường, kính thưa quý vị và khách quý, các cơ quan hữu quan, bà con xóm phố và những người bạn thân thương của Lê Hương và Trần Cường. Tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc nơi đôi bao giờ và lúc nào cũng là một đề tài muôn thuở, nguồn cảm hứng đến vô tận, là nguồn cảm xúc cho hội họa, cho thi ca, cho thế giới âm nhạc. Tình yêu chân chính là những điều thần diệu nhất trên thế gian này. Có tình yêu chân chính, chúng ta có vợ, có chồng, có mái ấm gia đình, có tổ quốc và có vị ngọt thi ca để rốt cuộc cuộc đời chúng ta có tất cả. Và đi qua tuổi ấu thơ với những tiếng ru ấm áp à ơi ngọt ngào của mẹ, và đến tuổi trưởng thành như Lê Hương và Trần Cường, tất cả chúng ta đều khát vọng đi tìm cái nửa của mình, đi tìm tình yêu đích thực như tìm chính mình, và trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng như tình yêu của bạn trẻ Trần Cường và Lê Hương. Tình cảm tình yêu của Trần Cường và Lê Hương đã được trải nghiệm và thử thách qua năm tháng, qua tình bạn, vượt lên trên tình bạn, đi vào tình yêu, đi vào hôn nhân như một định mệnh và không thể thiếu trong đời ơi. Trần Cường đã tìm thấy cái nửa của mình ở Lê Hương, và Lê Hương đã tìm thấy cái nửa của mình ở Trần Cường. Một sự kết hợp nhuyễn nhuyễn giữa lý trí, tình cảm và hành động, và con thuyền tình yêu của hai bạn trẻ đã cập bến bờ. Hôm nay, giờ này, ngày lành tháng tốt,
đoàn đại biểu quan viên của gia đình chúng tôi có đầy đủ các cái sính lễ, thực hiện đầy đủ các cái nghi lễ truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta, đó là ăn hỏi, xin cưới, cho cưới rồi chúng tôi xin phép được nạp tài luôn, hẹn ngày giờ đẹp, giờ tốt xin dâu để tiến tới cái lộ trình tân hôn cho hai con trẻ Trần Cường và Lê Hương. Điều trước tiên nên được nhường lời cho khách đến chơi nhà, nhường lời tuyên bố lý do, giới thiệu dòng tộc, các cái vai vế và những cái ý kiến với những cái sĩ lệ truyền thống này. Và cơ này chúng tôi xin được ưu ái cho ông trưởng tộc hoặc là ông đại diện của dòng tộc bên nhà họ trai Trần Cường trước, để đại diện dòng tộc nhà họ gái chúng tôi xin phép được đáp lễ và phúc đáp ạ. Xin trân trọng kính mời đại diện của dòng tộc nhà họ trai Trần Cường. Kính thưa các cụ, các ông bà, các cô, các chú và toàn thể hôm nay là ngày đại tang tốt, và cũng như đã có sự thống nhất giữa hai gia đình ở những cái buổi trước đó thì hôm nay từ cai cai đâu mà cai ngoài lúc bắt đầu á, có bắt đầu hẳn gọi bật hát đi hay đặt hát đi để làm các cái thủ tục và các cái nghi lễ để đó là cho các cháu tiến tới hôn nhân. Đây đây bim 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 sớm bim sớm đấy. Thứ hai là xin bông hái đằng sau cười bạn ạ. Bên gia đình bông hái đằng sau cười cho trai. Đây là bố mẹ thân sinh ra trong trường. Còn tiếp theo đây là ông nội đừng nói thật đúng là tình của trong trường. Còn tôi là bác đấy là cô dâu nhá. Còn các chú, các thím, cậu mợ và anh nhà em thì trong họ tộc thì đang ở dưới. Hôm nay cũng là khá là đầy đủ những các thành phần của gia làm việc bên nhà này. Rồi lần nữa là xin chúc toàn thể bên nhà gái sức khỏe dồi dào và chúng ta cùng nhanh như thống nhất để tổ chức các cháu. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông đại diện dòng tộc bên gia đình họ trai Trần Cường. Vâng, rất là dặn hết rồi đúng không ạ? Cái mục đích của gia đình họ trai hôm nay chúng tôi đến đây làm nhiệm vụ gì, mục đích gì thì đã quá dặn hết rồi đúng không ạ? Và các cái vai vế, các cái thế hệ trong gia đình, trong dòng tộc dự cái lễ trọng đại này của con cháu Trần Cường và Lê Hương cũng rất là đông đủ và đầy đủ. Và một điều chết cả tuyệt vời hơn nữa là có những danh phận thông thường cái phúc lộc này là hôm nay sự hiện diện của cả đầy đủ cả tứ thân phụ mẫu của hai con trẻ Lê Hương và Trần Cường ạ. Và họ trai họ cũng đã có lời thư truyền về những cái sĩ lệ này rồi. Thì để tiếp theo chương trình xin mời ý kiến đáp từ phúc đáp đáp lễ của ông đại diện dòng tộc bên gia đình hoặc gái. Xin trân trọng kính mời ra đám hồi nha gái. Kính thưa các ông, các bà, chúng toàn thể là Lê Hương nhá, Lý Hương Lý nhá, họ nhà trai. Thì hôm nay cũng là ngày Hương Cương nhá, không phải Hương Sướng. Gia đình họ trai có những lễ vật đến để xin ăn hỏi và xin cưới nạp tài luôn. Thì trước hết tôi cũng cho phép tôi được giới thiệu thành phần đại diện cho họ là gái. Thì đây là bố mẹ thân sinh ra cháu luôn. Đây là bà nội. Đừng nhắc đi, đừng nhắc đây buổi này nhá. Là sinh ra là bố cùng Sướng là Sướng và Hướng là Hướng nhá. Anh trai của bố cùng toàn thể các chú các thím, cô dì chú bác là có mặt hôm nay đầy đủ. Thì cho phép tôi là xin chúc hai họ mạnh khỏe. Rồi thành công tốt đẹp. Đừng ai nhắc mấy tuổi nữa. Và chúng tôi xin chấp nhận mọi nghi lễ của họ đại gia. Xin chào. Chào mừng tất cả quý vị những vai diễn đồng thuận rất thích cao giữa hai gia đình, hai dòng tộc với các nghi lễ truyền thống như ăn hỏi, xin cưới, nạp tài, hẹn ngày giờ đẹp, giờ tốt xin dâu để tiến tới cái lộ trình tân hôn cho hai bạn trẻ Lê Hương và Trần Cường. Một lần nữa đi quý vị cho tràng pháo tay ạ. Vâng, đã đồng thuận nhất trí cao rồi thì những người làm công tác tình duyên chúng tôi, vâng, nhịp cầu nối Lê Hương và Trần Cường nên lương duyên vợ chồng,
nối hai gia đình trở thành thông gia và hai dòng tộc ngày càng thắm đậm nghĩa tình hơn. Xin phép lần lượt thực hiện đầy đủ và thứ tự từng các nghi lễ đúng như trong thọ mai gia lễ. Vâng, nghi lễ đầu tiên đó là nghi lễ ăn hỏi. Xin thân đồng kính mời hai mẹ đứng dậy và cả tứ thần phù mẫu đứng dậy cho nó đẹp hình ảnh. Các nhiếp ảnh gia đâu chuẩn bị khoảnh khắc vàng qua lăng kính của mình ạ. Vâng, dòng tộc hòa trai thưa tay vào đây, hòa gái đâu chào lễ nhân lễ bấm máy ngay khoảnh khắc vàng cho chào tay quý vị. Vâng, xin cảm ơn. Xin mời tứ thần phù mẫu và hai mẹ ngồi xuống. Chào quý vị, miếng trầu đầu câu chuyện, miếng trầu sang nhà gái đi dạng ngõ, miếng trầu nên dâu rẻ nhà người, quả câu lá trầu đã có phần tác hợp nên duyên tình chồng vợ và phi cao trầu bất thành hôn lễ. Quả câu lá trầu đã đi vào ca dao ca, đi vào chuyện cổ tích, cao xanh sánh với trầu vàng mà đẹp tình đôi lứa, duyên nàng tình anh. Tổ phúc ba quan khách đến chơi nhà mời trầu, một trong làn điệu dân ca đồng bằng Bắc Bộ mà được UNESCO phong tặng là di sản văn hóa phi vật thể. Xin được gửi tới các cụ, các mẹ, các bác, các anh, các chị và các bạn qua dòng ca của người đẹp, dòng ca hàng đầu, con chim hòa mi hót trong mưa, bông hoa đẹp trong vườn hoa văn học, người ta thép Bình Sơn Hồng Vui. Xin được gửi tới quý vị, xin mời người đẹp. Một chàng dưới ánh trăng thơm, xin mời sắc miếng trầu xanh bạc ngồng, trầu xanh bóng trắng cháy hồng, đẹp duyên phải hồng. Ăn một miếng trầu gặm đấy, ăn một miếng trầu.
thời trang Hồng Vui, con chim họ Mi Hồng Vui, bông hoa đẹp trong vườn hoa văn học nghệ thuật Hồng Vui xin được ghi nhận sự yêu mến của quý vị và các bạn, xin được trân trọng rất nhiều. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời ý kiến của ông đại diện Dòng Tộc Tiếng Hà Trai với nghi lễ truyền thống tiếp theo, đó là nghi lễ xin cưới mà gia đình họ gái đã cho chúng cưới rồi, chúng tôi xin phép được nạp tài luôn đúng không? Vâng, để hẹn ngày giờ đẹp giờ tốt trên dâu để tiến tới cái lộ trình tân hôn cho hai con trẻ Lê Hương và Trần Cường. Xin trân trọng kính mời ý kiến của đại diện Dòng Tộc Tiếng Hà Trai. Xin trân trọng kính mời hả? Vâng, hai gia đình Hồng Tộc đứng dậy với nghi lễ truyền thống tiếp theo, đó là nghi lễ xin cưới. Và xin tứ thân phụ mẫu của hai bạn trẻ nào. Chào lễ, nhân lễ bấm máy ngay, khoảnh khắc ba cho một tràng pháo tay chuẩn bị. Vâng, đạt quá. Vâng, đã đồng thuận đến trí cao rồi. Tiếp theo lễ đáp tài nào. Xin mời Dòng Tộc Hà Trai chú động đến. Vâng, tứ thân phụ mẫu lên sân khấu. Cả hai con trẻ lên sân khấu lắm. Để qua lăng kính của những chiếc máy điện thoại thông minh ạ. Và ta xin mời nào. Xin mời song thân phụ mẫu của Lê Hương lên sân khấu. Vâng, nắm tay nào. Xin lễ đầu tiên, linh lễ chầu cao nào. Vâng, ta xin mời bác Lân đến chào nữa. Vâng, vâng, Dòng Tộc Hà Trai chúng ta chủ động chưa? Vâng, bên chào yên nhận mà. Vâng, xin lễ châu cao, phi cao trầu, bất thành hôn lễ. Cho một tràng pháo tay quý vị. Bấm máy ngay khỏe các bạn, lưu lại hai thế hệ này ạ. Lưu lại hai thế hệ, những chiếc máy điện thoại thông minh thôi ạ. Các nhiếp ảnh gia đâu, bấm máy ngay. Vâng, nam thanh nữ tú đâu? Gần trước, nữ tú nam thanh đâu? Gần trước lên. Nữ tú gần trước lên. Lên nào nữ tú nha, gia đình nhà gái chúng ta được phần chúc nhau. Lên đây, lên đây, và tạp đoán cái bàn ở Tư Giang. Ở đây cho bạn Tư Giang. Vâng, đừng đánh xin lễ chồng cao đi vào Tư Giang, nhà này Tư Giang. Chụp ảnh rồi, nâng cao đi. Rồi đơn giản. Chú ý chỉ nhìn các thôi nhá. Vâng, từ giờ chào cao đi trước, rượu chè thuốc nước đi sau nào. Xin lên rượu tiếp theo ạ. Vâng, nhà trai chúng ta chủ động đi chưa? Nhà trai chúng ta là người chào mà. Và gái chào đi ạ. Vâng, đứng vào cho chào hình ảnh nào. Hai thế. Vâng, kính thưa quý vị, phi tiểu bất thành lễ. Phi tiểu bất thành lễ, xin lên rượu. Vâng, bấm máy ngay ạ. Bấm máy ngay nào, những chiếc máy điện thoại thông minh nào. Các nhiếp ảnh gia nào, bấm máy ngay, khoảnh khắc vàng. Vâng, đẹp quá. Vâng ạ, vâng ở đấy, chị theo đấy, xin lên truyền thống. Vâng, gần như cả đến đây. Vâng, đây có cả phong bì nhà gái đâu ạ. Vâng, chứng kiến nhé, phong bì truyền thống trai lo gái nhiều đây ạ. Nghiêng đi để cho chúng mình thấy nhé.
chưa? Vâng, xin lên đến 500 chào mọi người ạ. Có đầy đủ cả cái phong bì đấy, ta nhỏ gái ạ. Phong bì thì chai lo gái liệu đấy ạ. Vâng, đẹp quá. Xin mời, Nam Thanh đứng thu đâu? Vâng, nhớ các bạn phong bì đó nha, phong bì. Tiếp theo là xin lễ bánh phu thê, bánh chồng kết gái nghĩa trăm năm. Xin lễ bánh phu thê, bánh ngọt bánh chồng kết gái nghĩa trăm năm. Rồi nâng vào nâng tay Nam Thanh đến tú lâu. Nâng vào hai các bạn từ ra đấy. Và tiếp theo và xin lại cuối cùng vẫn bánh phu thê. Còn cái gì về ra đâu? Cho chào với tay quý vị. Bánh phu thê, bánh vợ, bánh chồng kết ngãi nghĩa trăm năm. Vâng, đẹp quá. Vâng, Nam Thanh đến thu đâu, đẹp quá. Vâng, vâng, đối với chào đón luôn rồi. Cảm ơn luôn. Hai người mẹ đó, hai người mẹ. Lớn nhất lấy nó nè. Nhã ra, nhà trai chỉ buộc một nốt thôi. Còn một nốt để hỏi gái buộc. Nốt đây là một sự bền chặt. Và chiếc nón kia thưa quý vị, chiếc nón như một cái tán ô trên đầu. Cái nghĩa sâu xa của chiếc nón này như một cái tán ô trên đầu là luôn luôn chở che, bảo vệ cho hạnh phúc đôi đôi của Lê Hương và Trần Nà Cường trong năm tình viên mãn, trọn đời nghĩa phu thê ạ. Vâng, hai gia đình chào đi ạ. Để chúng tôi bấm máy. Chuẩn bị máy đâu phải các bạn đâu, bấm máy ngay. Vâng, đẹp quá. Vâng, xin mời song thân phụ mẫu của Trần Cường an tọa. Tiếp theo chương trình nào, song thân phụ mẫu của Lê Hương nào. Lê Hương và Trần Cường đâu, hai con trẻ đâu? Với tấm lòng thành kính nén hương thơm, Trần Cường và Lê Hương đâu cùng cầm với bố mẹ nào. Nào song đây, xin mời bố là bố An đâu. Vâng, chưa ngồi được đâu. Vâng, đấy. Với tấm lòng thành kính nén hương thơm, kính cáo tổ tiên và tiên tổ. Xin trân trọng kính mời song thân phụ mẫu của Lê Hương và Trần Cường cùng hai con trẻ nào kính cáo tổ tiên và tiên tổ. Kính thưa quý vị, hát lên đi cho đêm vợ đêm chồng, hát lên đi cho tình đắm nghĩa say, cho duyên anh duyên chị và duyên của tất cả chúng ta ngày ngày càng xuân. Kính thưa quý vị, những giọt mồ hôi mặn mỏi năm tháng, giọt mồ hôi rơi cho lúa xanh đồng trong mùa cá bạc trên biển cả bao la, giọt mồ hôi rơi cho mà em hồng, cho tình yêu lứa đôi Lê Hương Trần Cường đằm thắm, cho cuộc đời này đẹp mãi mùa hoa. Bài hát tình ta biển bạc đồng xanh, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương, một nhạc phẩm thấm đậm tình người và đậm đà nhân văn như thế. Xin gửi tới quý vị. Thương anh ra khơi khi trời
đôi.